nè, nè, vô nè. Chạy trời nó võ công cao quá hả? Cậu ơi, cậu dậy, về nhà ngủ kìa. Để ngủ chút xíu đi, mệt quá. Thì đi về nhà ngủ. Cậu cái gì vậy? Làm gì vậy? Hả? Tôi kêu cậu về nhà ngủ. À, dám ngăn cản bước đường hành hiệp trượng nghĩa của ta phải không? Trượng nghĩa gì? Cái gì? Trời ơi! Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi thích trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cậu! Cậu làm cái gì vậy? Tôi có ý tốt, khuyên cậu á là giữ gìn sức khỏe. Sao cậu lại đánh tôi? Tên kia. Hả? Ta nói cho người biết. Nói cái gì? Ai dám ngăn cản bước đường hành hiệp trượng nghĩa của ta thì sẽ bị tiêu diệt. Ta nói cho người biết, đã có biết bao người hàng hàng lớp lớp đã hạ gục dưới chân ta rồi. Cậu còn trẻ mà sao ăn nói nhóm mùi bạo lực quá. Ây da, giỡn nha. Lão không hiểu rồi. Chiến đấu mà không dùng bạo lực thì làm sao mà chiến thắng được. Lão còn lẻo mép nữa thì một hồi thì đừng trách sao đáo kiếm vô tình. Cô Hồn cắt đảng á nha, đừng có giỡn. Cậu á, cậu điên dữ lắm rồi. Dừng lại đi, kẻo không kịp á. Ta điên à. Thử gì? Thử hỏi khắp cái gầm trời này, ai điên, ai tỉnh? Người ta tỉnh thì dùng đủ mưu mô trước quỷ nhằm tranh giành đoạt lợi để phục vụ lợi ích cá nhân của mình. Còn ta điên, ta điên mà ta biết ta là người lãnh mệnh trời, thể thiên hành đạo, trừ gian diệt bảo, mang lại yên bình cho võ lâm thiên hạ. Vui lắm ha. Còn riêng cậu, riêng bản thân cậu, gia đình cậu á thì không được vui. Cậu cũng yên tâm chứ gì. Cậu có biết á là người mẹ của cậu đã khổ với cậu như thế nào không? Lo cho cậu ăn học bao ngày bao đêm, mong cho cậu trưởng thành là người giúp ích cho xã hội. Vậy mà tôi thất vọng cậu quá. Lão già, để ta nói cho lão biết, hiện giờ thì ta cũng đang giúp ích cho xã hội đấy thôi, ta cũng đang giúp ích cho thiên hạ đấy thôi. Còn về sự nghiệp à, sự nghiệp của ta thì cũng đang lấy lừng lẫy, mà không phải ai muốn có thì có đâu. Lừng lẫy dữ lắm hả? Đúng vậy. Sự nghiệp lừng lẫy đến nỗi mà bỏ học 2 năm rồi tối ngày vô ba cái phòng net á, để làm hại sức khỏe của mình, lẫy lừng những cái thứ đó chứ gì? Lão im đi, im đi. Ê, đừng có, không có giỡn nha, không có giỡn nha. Ta nói cho lão biết. Cái gì? Không được xúc phạm cái nơi ta luyện công, hiểu chưa? Ta nói cho lão biết. Cái gì? Thực sự, nếu như so với những lời lão nói, thì cái chuyện mà ta đang làm cái đại nghiệp, thì cái chuyện lão vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta xin bà truyền hồn báo danh cho lão biết. Hiện giờ, ta là ban chủ của một bang hội danh trứng giang hồ. Đó chính là vô tình bán. Nghe thấy ghê không? Quy danh của ta, quy danh của ta khi mà giang hồ quần hùng nghe tới cũng phải khiếp sợ, quỳ phục dưới chân ta. Danh gì mà nghe ghê vậy? Đó chính là vô tình lang quân. Bang vô tình lang quân. Đúng. Hèn chi, nhìn cậu đúng là vô tình thiệt. Vô tình đến nỗi bỏ đi cái sự hy sinh của mẹ mình lo cho mình. Cầm miệng lại đi. Bà ấy không phải là mẹ của tôi. Ủa, vậy làm sao? Cứ mỗi lần nhắc tới lão bà ấy, tâm can ta cảm thấy đau nhói. Ông biết không? Nhập dài ghê chưa? Đó chính là nỗi oan trái mà từ lâu ta hằng giấu kín. Tội nghiệp đại hiệp quá. Mà oan trái sao vậy đại hiệp? Vì bà ấy đã sanh tâm phụ bạc, cha ta đã bị một tên gian phu giết chết, bỏ lại mình ta bơ vơ côi cút giữa chốn trần thế này. Trời ơi! Thôi thôi mà đại hiệp, thôi đại hiệp đừng có xúc động. Thôi bây giờ tôi nghĩ như vậy, đại hiệp đi với tôi đi tìm phụ thân của đại hiệp. Đi đâu? Đi đâu? Ông biết à? Ông biết phụ thân của ta đi đâu? Biết. Đi tìm, đi tới một cái nơi nào đó có mấy thầy thần y á để trị bệnh cho đại hiệp. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải lên đường thôi. Thần y thì ai dẫn lạc á hả?
nhà ngươi dám giỡn mặt với ta? Giỡn cái gì? Ý nhà ngươi nói là thần y chữa bệnh cho ta là ý nhà ngươi ám chỉ là ta điên cái gì? Được rồi, hãy tiếp chiêu. Trời ơi, con Quân. Quân. Làm thiệt ghê chứ. Cái gì vậy? Con làm cái gì vậy? Đây là người vô can mà tại sao con hại người ta? Con đi qua đi. Không đi, có sao đi, đâu. Không phải đi đi qua xin lỗi người ta đi con. Đi Quân đi nghe nghe là. Dẹp ra. Cái gì á? Bà không phải là mẹ của ta. Hả? Con sao vậy? Trời ơi, má là mẹ ruột của con nè. Bây giờ đi nghe lời má đi, đi về má tìm thầy má trị bệnh cho con. Quân đi, bà, đi. Bà cẩn thận nha, nó điên lắm rồi đó nha. Đi. Bú lạc cái gì á? Đó, đó, thấy chưa, làm thấy ghê chưa? Ta nói cho bà biết. Hả? Ta sẽ đi về nhà khi nào thù cha đã trả. Cái gì á? Kẻ giết cha ta phải đền tội với lưỡi đau đây. Trời ơi là... con bình tĩnh lại, con nghe má nói nè, cha con là bị tai nạn giao thông chết chứ có ai hại, có ai giết gì đâu mà con ăn nói tầm bậy tầm bạ vậy hả Quân? Dạ, chà chà, hay cho lão bà giỏi cho lão bà. Trời ơi, mất dạy chưa? Dựng lên câu chuyện hòng lừa dối ta chứ gì? Chính bà đã cũng thông đồng với tên gian phu để hãm hại cha ta. Ai đâu? Đúng không? Được không. Rồi, bà con... cũng phải chịu trung số phận. Con... khi mà ta tìm gặp được hắn. Cái gì vậy? Hãy chờ đó đi. Cái gì vậy? Mày nín nghe chưa? À, mày nói tầm bậy tầm bạ không à? Cha con chết là bao nhiêu người ta đều thấy. Đó là tai nạn giao thông mà mày ăn nói cái gì kỳ con vậy? Trời ơi, cha nó chết là vì tai nạn giao thông mà bây giờ nó điên, nó khùng, nó nói cái gì đâu ông. Thôi bà bình tĩnh, bà đừng có xúc động, bà kềm nén lại. Cậu ta là do bị nghiện nặng cái thế giới ảo rồi, cho nên hiện tại bây giờ nó ảnh hưởng tới sức khỏe lẫn tinh thần. Trời ơi, con ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Ta đã thấy rồi. Con thấy cái gì? Ta đã thấy tên đã giết hại cha ta. Ai đâu? Đó là tên gian phu. Ai đâu con? Tên gian phu đây. Trời ơi. Tên dâm phụ đây. Trời ơi. Mày ăn nói cái gì vậy? Mày lo ngu quá. Con ăn nói tầm bậy tầm bạ hay chứ? Không có được nói bậy vậy đó không? Ăn nói mà sầm đế vậy mày. Ta không bao giờ nói sai đâu. Hai người. Hai người đã dựng lên một cái màn kịch nhằm tiêu diệt cha ta. Dẫm tiêu diệt luôn cả ta ơi. Nhằm nhổ cỏ tận gốc chứ gì con. Hôm nay trời xui đất khiến con... hai người đã tới đây để nạp mạng cho ta. Được rồi, trời... hãy xem đây. Thôi mà Đại Hiệp ơi, nghe lời tôi đi về uống thuốc đi. Nặng lắm rồi, đi về chuyện nha. Đi về điều trị nha. Uống ra. Mình ta thì làm sao mà chiến đấu lại hai người. Được rồi, ta sẽ kêu thêm đồng bọn. Liễu Bàn Phó đâu? Dạ. Trời đất ơi, Ban Phó Liễu vô hồn xin có mặt. Trời ơi, Liễu Ban Phó, xin ban chủ sai bảo. Liễu Ban Phó hãy nghe lệnh đây, hãy mau triệu tập quần hùng võ hiệp lại đây để cùng ta trả mối cựu thù này. Trời ơi, tuân lệnh ban chủ. Sao khùng điên gì không gì nè trời. Trời đất ơi, làm gì làm trò điên khùng gì không biết nữa. Trời ơi, tên nghe ghê thiệt ha. Ban chủ vô tình, Ban Phó vô hồn, nhìn mặt hai đứa bay giống y chang cho cô hồn. Nó điên hết rồi ông ơi. Được rồi, bây giờ nếu ngươi đã nói như vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Cái gì vậy? Anh em đâu? Nữa. Xông lên quyết chiến. Mày kêu ai nữa vậy? Còn ở đây. Hả? Đi. Dạ, thưa Phó ban chủ. Ai dạ, tại sao lại có một mình nhà ngươi chứ hả? Tất cả chuẩn bị đang đến. Chuẩn bị đang đến ban chủ, còn có ba người xài đỡ đi ban chủ. Chị thì có bao nhiêu xài bấy nhiêu đi chứ hả? Dạ. Vậy thì chuẩn bị. Cái gì? Hàng trận. Trời ơi, tụi nó hung hăng quá. Yên tâm, có tôi ở đây, bà đừng có sợ gì. Trời ơi, mấy anh khùng. Trời ơi, nó làm cái gì không? Trời ơi. Than, bao đại nhân an tâm, đã có chuyện hộ vệ tới đây. Chết rồi. Hộ vệ tới chạy mau ba chủ. Ngươi là chiến hộ vệ à? À, nghe danh ngự miêu chuyển chiều đã lâu, nay tại hạ mới được diện kiến đó mà. Nín. Ha, nín để ta nói cho biết. Một người á là ban chủ vô tình nè, còn cái người này là ban phó vô hồn nè. Còn cái thằng này cái gì đây ban? Ban đỏ chuẩn bị vô hồn. Đó, được lắm ha, phá vô tình tất cả phải không? Kỳ này ta cho ba tụi bay á vô cảm luôn. À, được rồi. Có nghĩa là các hạ muốn thách đấu với chúng ta chứ gì? Dĩ nhiên. Trời được ơi, rồi. Chuyển hội vệ võ công cao cường lắm, mình không có đánh nổi đâu. Hiền muội cứ yên tâm đi. Tại vì sao? Bọn ta đã có bí kíp của phái vô tình bang, đó chính là. Là gì? Lấy thịt đè người mình đông mà đè nó. Điểm Nguyệt đó, Nguyễn hội vệ.
Người khá lắm. Dạ Nguyễn tôi tới trễ, khiến cho bao đại nhân phải nhọc sức xin miễn thứ cho. Không sao, Nguyễn hậu vệ tới rất là đúng lúc. Mà này, dạ, đừng có kêu ta là bao đại nhân lộ hết. Ngươi kêu ta là bao vô tư hay là anh Tư gì đó. Ừ. Dạ tuân lệnh. Bây giờ vụ này mình tính sao đây bà? Có sao không? Bởi sao nó gì đâu? Bà yên tâm đi. Dạ. Nó cứng đơ tí xíu rồi nó mềm trở lại hà. Dạ. Nè, trước mắt bây giờ phải làm những cái việc cần làm để giữ trật tự xã hội và giữ kỷ cương phép nước và giúp những nạn nhân mà đang xa vào thế giới ảo này. Dạ. Như vậy là ý của bao đại nhân muốn như vậy à? Ừ. Vậy thì tuân lệnh bao. Anh Tư. Giải nguyệt cho thiên cho chúng nó đi. Tuân lệnh. Chẳng ra. Bảy trời ơi. Đó, bà tin chưa? Nó mềm trở lại rồi đó. Con